Tại Việt Nam hiện có nhiều mô hình liên kết trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ như là mô hình ươm tạo và chuyển giao công nghệ từ trường đại học, mô hình gắn kết giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu hay là việc hình thành các viện nghiên cứu ngay trong doanh nghiệp. Thời gian qua, các mô hình này đã góp phần hình thành và thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ. Song thực tế, sự kết nối giữa người bán sản phẩm là cá nhân, tổ chức nghiên cứu và người mua là doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Vậy đâu là giải pháp để giải quyết vấn đề này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Xuất phát điểm là doanh nghiệp được hình thành từ mô hình ươm tạo và chuyển giao công nghệ từ trường đại học. 10 năm qua, doanh nghiệp này đã ứng dụng nhiều nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất. Song có nhiều nghiên cứu chưa được thương mại hóa do nhiều nguyên nhân. Khó khăn nhất hiện nay tức là ngoài cái chuyện tỷ lệ đàm phán giữa các nhà nghiên cứu có thể được tỷ lệ bao nhiêu cũng như là bên phía doanh nghiệp được bao nhiêu, thì cái quan trọng thứ hai nữa là cái xác định được cái đơn vị sở hữu trí tuệ, tức là bên nhà nghiên cứu cũng như là công ty mà đăng ký cái sở hữu trí tuệ đấy thì cái tỷ lệ như thế nào. Trái với sự khó khăn của mô hình ươm tạo và chuyển giao công nghệ từ trường đại học, các doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động theo mô hình gắn kết giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, hay việc hình thành các viện nghiên cứu ngay trong doanh nghiệp lại có thể đưa ra giải pháp cho vấn đề này. Quả thực là nếu mà định giá một cái nghiên cứu khoa học, thường thường tôi thấy khoa học là thường không có giá, mà chỉ khi mà cái giá trị nghiên cứu đấy đưa vào sản phẩm và chúng ta đưa ra thị trường thì chúng ta mới định giá được cái giá trị của sản phẩm. Có lợi thế trong việc chủ động tiếp cận, nắm bắt nhu cầu thị trường và nguồn vốn, sau những viện nghiên cứu được hình thành trong doanh nghiệp như tập đoàn Kangaroo lại gặp cản trở do thiếu đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu và không tận dụng được cơ sở, thiết bị nghiên cứu từ các cơ sở nghiên cứu được nhà nước đầu tư như mô hình của BK Holdings. Tham dự diễn đàn mô hình liên kết nhằm thúc đẩy và phát triển thị trường khoa học công nghệ tổ chức vào sáng ngày 30 tháng 8 tại Hà Nội, nhiều chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, song song với việc phát triển ba mô hình trên, Việt Nam cần sớm xây dựng tổ chức trung gian kết nối các nhà khoa học và doanh nghiệp. Chúng tôi đang quan tâm đến việc phát triển các cái tổ chức trung gian. Và ở đây các tổ chức trung gian thì có tổ chức là tư vấn pháp lý, có tổ chức là tư vấn về sở hữu trí tuệ, có tổ chức trung gian tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nâng cao năng suất chất lượng cho các sản phẩm. Rồi là có các tổ chức trung gian về đánh giá định giá công nghệ và hỗ trợ cho việc chuyển giao công nghệ giữa bên cung và bên cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ. Qua đó, kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối thương mại. Đây là những giải pháp cơ bản giúp Việt Nam xác định được mô hình chuẩn cho việc thúc đẩy và phát triển thị trường khoa học công nghệ.